câu chuyện ước mơ và chuyến ghe đưa chúng tôi đi vào ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Hơn 40 phút quanh co những con rạch, con kênh sáng múc và chống chèo trong mùa nước nổi. Khiêng vác lũ khổ lên khền các vật dụng thiết bị để có thể ghi nhận lại cuộc sống hẻo lánh, sâu hút giữa những cánh đồng nơi đây. Và đoàn người giải dầu nắng gió thì cuối cùng cũng đến được với nơi cần tìm sau một đoạn bờ ranh lởm chởm đất ruộng này. Rồi. Thưa quý vị và các bạn, những hình ảnh đầu tiên quý vị cũng thấy là đoàn của chúng tôi hôm nay là vượt qua và đã chinh phục được một cái đoạn đường rất là khúc khuỷu và khó khăn. Từ ở ngoài đi vào đây thì cũng khoảng một tiếng đồng hồ mới đến được. Thì buổi trưa nay có lẽ như là cái không khí đã bị chúng tôi đánh động, bởi vì ở đây quý vị nghe lắng nghe một chút chỉ thấy toàn là tiếng côn trùng, tiếng ếch nhái nè, tiếng gió của một buổi trưa hè. Và cùng đồng hành trong câu chuyện ước mơ kỳ này, xin giới thiệu với quý vị là một khách mời cũng là một đồng nghiệp của chúng tôi, đó là phát thanh viên Diễm Trang đang công tác tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp. Vâng, thưa quý vị, công tác tại Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp cũng đã hơn 5 năm rồi. Nhưng mà Diễm Trang cảm thấy đây là một trong những chuyến đi thực tế mà Diễm Trang thấy rất là xúc động và có ý nghĩa. Và có lẽ là trong suốt thời gian sau nữa công tác ở đài thì Diễm Trang vẫn không bao giờ quên được chuyến đi này. Mời quý vị, mời Diễm Trang, chúng ta sẽ bước vào chương trình ngày hôm nay. Thép Pomina cùng chia sẻ ước mơ. Gia đình ông Nguyễn Văn Lễ, 70 tuổi và vợ là bà Lê Thị Úc, 64 tuổi, sống trong xa xôi cách trở với ngôi nhà hoang vắng giữa đồng. Bà nằm im lìm, thở một cách nặng nhọc trên chiếc giường giữa nhà. Ông ngồi lù khù yếu ớt trên chiếc võng trùng sát nền nhà nứt nẻ. Ông Lễ bệnh không đi được, bà Úc bệnh nằm ngồi một chỗ tiều tụy. Và sự sống được duy trì cho hai ông bà già lắc lay xế bóng này nhờ hết vào người con trai út của ruộng đồng này đây. Nguyễn Văn Hiệp, 25 tuổi và những chiếc cần câu. Hiệp! Dạ. Hiệp phải không? Hiệp! Dạ. Đang làm gì vậy? Dạ, em đang cắm câu. Xong chưa? Dạ, xong rồi. Qua đây đi, qua đây nói chuyện được không? Dạ. Ồ, Trang qua đây Trang. Dạ. Cắm xong chưa? Dạ, xong rồi. À, em câu gì? Chị dạ, cắm câu cá. Cá hả? Dính là cái gừa, cá lóc. Đứng đây đi, đứng dạ. Đây. Ui, ui, ui. Rồi cái mồi để mình cắm câu là mồi gì hả Hiệp? Dạ, mồi ốc. Ốc thì mình phải đi bắt hay sao? Dạ, đi bắt. Thế thì mỗi ngày vô được khá không? Có khi cũng trúng thì 2 ký. Ở cái chỗ này có ai ngồi đi qua đi lại nhiều không? Dạ không. Ngồi đây được không? Dạ được. Nha, bây giờ ngồi đi, ngồi chính giữa đi, cho chị Trang chị hỏi thăm chuyện của em. Rồi chị hỏi Hiệp nè, chị cũng biết là trong gia đình hiện tại thì chỉ có mình Hiệp lo cho ba mẹ thôi. Vậy thì cái việc cắm câu này là để mình cắm rồi mình đem đi bán hay là để dùng trong nhà? Dạ, đi bán. Có 30 ngàn ký. Dạ. Thông thường mỗi ngày thì nói là có 2 ký, 30 ngàn thì cũng được, 60 ngàn. Dạ. Mà có thường có không em? Thì trúng thì mỗi khi có 2 ký, không trúng thì có được 1 ký à chị. Trời ơi, vậy 30 ngàn. Thì em trong chiếc trúng em về như được 2 ký cá em mừng lắm, về em lo mua này kia cho ba mẹ. Gạo thóc nè, thức ăn nè, thuốc men nè. À, rồi những lặt vặt mà mình đột xuất nữa thì có, nói chung là không có khi nào mà mình yên tâm nổi với cái chi tiêu gia đình, phải không? Dạ. Rồi em còn làm thêm cái gì không ngoài cái việc cắm câu này? Tối em đi làm kho gạo cả đêm, em làm cả đêm cả ngày. Làm kho gạo là em làm cái gì? Gạo, vắt gạo thôi chị. Em vắt. Rồi làm vắt gạo thì có gần đây không hay là xa? Xa lắm, chạy xe đạp xa lắm. Thì xong rồi em làm tới cái sáng em mới ra ca mới về. Đó. Vậy là từ tối mấy giờ thì em làm rồi sáng em về? Dạ, cứ 6 giờ chiều. Tới mấy giờ sáng em nghỉ? 6 giờ sáng. Trời ơi, làm nguyên đêm vậy đó hả? Dạ. Nhà mình có nhiều vườn, có nhiều ruộng đất không? Cỡ công gấp 3. Thì ở nhà mình trồng cái gì em? Rau? Trồng rau, bí rợ, các loại rau rồi đó, đậu bắp. Có ruộng không? Dạ không. Không có ruộng. Ở đây mà không có ruộng là phải mua gạo đó. Dạ. Đủ tiền mua gạo không?
là đủ con. Coi nào thiếu không? Mỗi khi cũng thiếu chút chút đó chị. Một mình em lo hết chứ ba mẹ đâu có sức mà làm gì nữa ha. Dạ. Rồi cái rau đó thì em thu hoạch khi nào? Rồi bán ra làm sao? Tiền nông như thế nào? Thì rau bán thì cũng được căn bỏ mối bằng hàng được 5.000. Bỏ mối bằng hàng mà có 5.000 à? Dạ. Hồi đó là tới giờ là em sinh ra lớn lên và gắn bó với lại những công việc đồng áng ở đây luôn á hả? Dạ. Em có khi nào đi đâu xa làm việc chưa? À, dạ có. Đi đâu? Dạ đi thành phố, em giữ xe mà. Giữ xe ở đâu? Ở ngay chỗ Tân Bình đó chị. Em làm cho Sài Gòn bao nhiêu lâu? Dạ 3 năm mấy. 3 năm mấy rồi sao mà quay trở về? Thì nghe hoàn cảnh ba mẹ bệnh rồi mẹ bệnh rồi bằng ba thì té. Đó, rồi hoàn cảnh em mới về giúp gia đình làm công việc nhà rồi đi làm bướng làm thê lo cho ba mẹ. Cái hồi làm trên Sài Gòn 3 năm đó công việc có tốt không em? Không tốt. Lương bổng làm sao? Lương thì được 1.500.000. 1.500.000 đó rồi em chi tiêu rồi em có để dành gửi về không? Dạ có. Thì 1.500.000 em gửi về cho ba mẹ 1.000.000. Số tiền đó em cảm thấy mình kiếm được nó tốt hơn hay là bây giờ mình về đây tốt hơn? Tốt hơn, về đây tốt hơn. Về đây tốt gần hơn. Cha gần mẹ tốt hơn. Gần cha mẹ cũng tốt hơn. Hết hoàn cảnh ba mẹ vậy thì em út trong nhà em lo hết. Thì ai kêu gì em làm đó, em kiếm số được tiền nữa vậy em lo cho ba mẹ em mua thuốc, mua men. Mặc dù ở đây thì kiếm tiền không có được nhiều hơn. Dạ. Nhưng được gần và được chăm sóc và yên tâm. Dạ. Có anh chị, mấy anh chị thì sao? Thì anh chị đi xa hết rồi, có chồng có vợ thì ảnh lo chồng vợ mà ảnh. Thì lâu lâu thì cũng gửi chút định cho ba mẹ vậy thôi. Thôi vậy bây giờ cho chị Trang nè, chị Thụy vô thăm ba mẹ em nha. Dạ. Cảm ơn hai chị. Đêm từng đêm bay về quê hương là nỗi nhớ, đời nhẹ như lá khô, yêu càng yêu quê nhà, yêu những đời bão tố nhọc nhằn trong nắng mưa. Chị thấy nhà sao mà nứt nẻ quá vậy hả Lẹp? Dạ. Nhà cũng xây bao nhiêu lâu rồi? Cả 7 năm rồi. 7 năm rồi. Trời ơi, nứt nẻ trời ơi. Mà sao mà giữ về ở ngoài chị bước vô chị thấy là ở dưới cái móng á là nước lên luôn đó. Dạ. Làm sao nhà mình kỳ vậy? Thì lúc trước ba cái thu thung lũng dưới đó. Thì bây giờ là thất bại nó sụp. Thung lũng hả? Tức là ở đây cái là dưới mương luôn á. Dưới ruộng đó. Dạ. Là không có làm móng, không có làm móng như nhà bình thường. Bởi vì bây giờ nó sụp ha, nó sụp lũng bắt đầu nó nứt nữa. Trời đúng là nguy hiểm thiệt. Cái này khu vực bếp núc của nhà mình phải không em? Dạ. Chiều nay em chuẩn bị cơm cho ba mẹ chưa? Dạ rồi. Cơm nguội rồi, cơm cá kho là... sao chị thấy nước quá vậy? Dạ. Cơm nước này là em nấu luôn. Dạ. Nhà có ai phụ em không? Dạ không. Một mình em? Dạ. Giỏi quá ha, tức là nấu cơm, nấu thức ăn rồi luôn. Chắc là nấu một buổi rồi ăn cả hai buổi đúng không? Dạ. Sớ sớ xong thì em cũng... ai kia về em làm đó, chiều xong về em lo cho ba mẹ em. Rồi ban ngày thì lo cơm nước cho ba mẹ. Dạ. Buổi tối thì đi làm gác gạo, gác lúa vậy đó. Dạ. Vậy là sức khỏe ở đâu? Đi làm một đêm rồi sáng thức dậy, sáng là 6 giờ là phải lo buổi ăn sáng rồi đi chợ nấu cơm. Em thấy thế nào? Thì cũng em phải lo hết, thì có mình em thì phải lo cho ba mẹ em. Thì cái giấc giả có nói em cũng phải lo cho ba mẹ em. Như vậy là coi như việc trong nhà, ngoài nhà, từ kiếm tiền, rồi chăm sóc gia đình, buôn bán hết mọi thứ là một mình em hết. Dạ. Rồi bây giờ cho chị hỏi thêm tình hình của ba mẹ ha. Dạ. Ba mẹ có trên nhà không? Dạ có. Đi đi. Chào ông. Chào ông ạ. Chào ba. Mấy chị ở phố xuống thăm. Dạ. Ba.
Hôm nay bà thấy trong người làm sao ạ? À? Ăn được. Ăn có cơm. Khỏe không? Không khỏe, mệt. Không khỏe, bị mệt. Mệt. Dạ. Mà bị sao hả bà? Đã ra ngoài 3 năm rồi. 3 năm, nhưng mà cụ thể là bà bị bệnh gì bà có biết không? Đi té lên đi xuống. Đi té lên đi xuống hả? Bà bị gì? Tay đứng. Có uống thuốc không bà? Có uống thuốc. Bên nhà thương. Nhà thương người ta chạy. Nhà thương mới vậy. Ồ, vậy hả bà? Đợt vừa rồi sao mà bà phải nằm nhà thương? Đi nằm thương 3 bữa. Nằm hoài, bác sĩ biểu nằm hoài, sao chưa nổi. Sao bà đến nhà thương vậy em? Tiếng của chị vậy. Sao bà phải nhập viện? Mệt thì lên nhà thương. Ai đưa đi? Em đưa. Đi ra tuốt người kia xa vậy đó hả? Dạ. Mà mẹ có thường bị vậy không? Có. Mệt thì chở đi. Mình có xuồng không em? Dạ có. Trời, từ đây mà chấm xuồng ra rồi đó là còn xa, nãy chị đi vô là ga máy đó. Đi xuồng còn lâu hơn nữa. Nếu mà bị bệnh tim hoặc là huyết áp mà đi hơi trễ là cũng nguy hiểm lắm ha. Dạ. Dạ. Thôi bây giờ bà nằm bà nghỉ nha. Dạ, dạ. Rồi con xuống con nói chuyện với ông một chút xíu ha bà ha. Cô mới tại nha.